gác để bên mẹ đài. Trong một ít phút nữa. Vâng, vâng, các cổ động viên đã đến đây rồi thì không, không đừng có chần chờ, hãy tham dự vào cái nhóm này. Smart Run, Smart Run. Voilà, il fait les massages pour les coureurs, tu vois, tu vois. Eh, hey, Vietnam maintenant c'est moderne, hein. Regarde, tout manger et boire c'est gratuit, hein. Vâng, và chúng ta đang được chào đón các vận động viên của Ecopark Signature đã quay trở về với sân khấu chính ngày hôm nay. Và chúng ta có thể di chuyển đến các khu vực gian hàng cũng như là khu vực của Eco Fitness để được các huấn luyện viên của chúng tôi hỗ trợ công tác giãn cơ để chúng ta thư giãn và sẵn sàng đến với các hoạt động tiếp theo của sáng hôm nay. Xin chào, khu vực giãn cơ là của DA Fitness ạ. Xin cảm ơn. Vâng, của DA Fitness ạ. Ici, c'est tout le monde déjà courir. Hein. Il vient de rentrer. But all I really know, you're where I want to go. The part of me that you would never die. So when I'm all talked up and I can't find the way. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn giọng hát không công tử.
là 6839 Quang Tung trở về phía cánh phải của sân khấu ạ. Vâng, hiện tại thì Jay duy nhất là cầm 40 ghế ạ để hỗ trợ cho chúng ta. Và khi thật sự hài lòng với dịch vụ của DA thì đừng quên nếu kia nhớ Zalo Run Set, được chưa? Đây là nơi mà DA sẽ giúp kiếm được kiến thức tập luyện để gia tăng hiệu suất của mình và những bài tập hỗ trợ chuyên nghiệp. Đồng thời đó là bài tập cũng giúp cho chúng ta an toàn khi thực hiện bài tập dài. Rồi, các đầu viên mà chúng ta đang chờ mà không được giãn cơ thì mọi người lấy cái ghế về mình đi. Chúng ta sẽ cùng giãn cơ với Lina. Ici c'est la place pour les bagatons qui arrivent sur place, ils sont en train de boire et manger. Ils sont en train de fumer. Il y a beaucoup d'étrangers aussi. Voilà. Très beau aujourd'hui. Oh, il y a des jeunes et des vieux, des âgés. C'est les bagatons. Hein. Ils sont en train de manger, c'est gratuit. Hein. Tout le monde peut manger pour boire. Voilà, c'est les gens, les femmes et les hommes. Hier, il est tiraque au choc, hein. Et tiraque au choc, et il gagnait deux Honda. Voilà, t'as vu les deux Honda sont là. Très beau. Voilà, c'est la dernière prix. Vâng ạ, hiện tại thì các fan hâm mộ của chúng ta đã bốc thăm và trúng thưởng bằng tiền mặt phải không ạ? Với một sự đồng hành và tài trợ của hãng taxi Hoàng Mạnh. Phải nói rằng ở Eco Park của chúng ta thì taxi Hoàng Mạnh là một cái thương hiệu mà rất là gần gũi, thân thiện với cư dân ở phía nhà nhà Hoàng Mạnh và người người dùng Hoàng Mạnh phải không ạ? Và khi mà tài trợ cho một cái giải rất là uy tín của Eco Park này thì cảm nghĩ của anh như thế nào nhỉ? Vì sao anh này đã tài trợ với cả xe máy này rồi cả tiền mặt để các bạn được biết của tôi? Mình cũng giám đốc của công ty Hoàng Mạnh. Voilà, c'est l'homme qui présentait le taxi Hoàng Mạnh. C'est eux qui ont donné l'argent. Hein. L'argent est de Honda, de très belles Honda. Tout nouveau 100%. Vâng, và chắc chắn rồi, tình cảm này thì chúng tôi sẽ luôn ghi nhận và cảm ơn Mạnh đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, đại diện của hãng taxi Hoàng Mạnh của tôi sẽ dành những món quà đặc biệt dành cho tới các runner của chúng ta phải không ạ? Và xin mời anh cùng chia sẻ những cái tình cảm này cho các runner của chúng tôi. Deux Honda hier il a tiré au choc. C'est les gens là qui gagné, c'est l'équipe. Đây như một sự cổ vũ, một sự động viên cũng như đồng hành và chắc chắn là như một sự tiếp sức cho các vận động viên của chúng ta phải không ạ? Và với những tình cảm nho nhỏ như này thì chúng ta sẽ có thể có thêm động lực để tiếp tục rèn luyện chuyên. Giải 3 1393 Phùng Thị Trang, giải 4 1508 Hà Thị Trang và giải 5 1445 Lê Thị Huyền Trang. Một tràng pháo tay lớn để chúc mừng cho năm nữ vận động viên của chúng ta.
Vâng, phải nói rằng đây là một hành trình vô cùng tuyệt vời với con đường chinh phục và mùa dài EcoPark Marathon, EcoPark City Trail của chúng tôi năm 2024 này. Và chắc chắn là những đường mà chúng ta đã đi qua đã để lại rất nhiều dấu ấn trong các vận động viên, phải không ạ? EcoPark thành phố xanh tươi của chúng tôi luôn luôn chào đón tất cả quý vị đến thăm và sinh sống tại đây, và hãy cùng tận hưởng những ngày, những giây phút tuyệt đẹp tại thành phố xanh của chúng tôi và đến với EcoPark Marathon để chúng ta sẽ có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Vâng, xin được cảm ơn các nhà tài trợ. Vâng, xin chúc mừng các vận động viên của chúng ta. Phải nói là một hành trình vô cùng tuyệt vời với khi chúng ta đến với EcoPark City Trail của chúng tôi. Vâng, xin mời các vận động viên sẽ di chuyển sang khu vực nhà sàn. Tất 6258 Lê Thành Lộc, giải nhì 6965 Nguyễn Minh Hiếu, giải 3 6768 Nguyễn Hà Phong, giải 4 4006 Trần Thị Cùng, giải 5 6303 Dương Mạnh Lâm và số 13 Phạm Quỳnh Hoa. Đại diện ban tổ chức của chúng tôi sẽ trao thưởng cho các vận động viên nhí của chúng ta. Chạy bao nhiêu cây? 6 cây mà. Đối với tôi thì đây là những mặt rất là vui buồn. Và phải nói rằng đây là một trình vô cùng tuyệt vời khi mà các bạn còn rất là nhỏ tuổi, dưới 12 tuổi và đã cùng với bố mẹ của mình, cùng với các vận động viên đã chinh phục được chặng đường 6 km. Và cũng là một cái sự lan tỏa, một cái thông điệp tuyệt vời về việc rèn luyện sức khỏe, và cùng mang những cái nguồn năng lượng đó lan tỏa để cho các bạn học của chúng ta. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thêm thật nhiều vận động viên nhí tham gia ở mùa giải EcoPark Marathon 2025. km cho cây dân áp bắc tiên thì đuôi do sẽ mỏ ô là là đi pha gòn so con to ấy. Vâng, xin chúc mừng và mời các bài 3 6021 thuộc về Nguyễn An Nhiên, và giải 4 6789 thuộc về Nguyễn Đặng Hà My. Vâng, tạm thời ban tổ chức sẽ công bố top 4 vì top 5 sẽ cần phải có, chúng tôi cần phải có một bước xử lý thông tin thêm và sẽ công bố sau. Bây giờ top 4 xin mời ông Trần Anh Tuấn, đại diện ban tổ chức, sẽ lên sân khấu trao giải cho top 4 của chúng ta. Số 1 là 6496 Đào Thái Sang, số 2 6054 Nguyễn Tuyệt An, số 3 6021 Nguyễn An Nhiên, và số 4 6789 Nguyễn Đặng Hà My. Ça c'est tous les jeunes hein, à partir de 12 ans. 6 km. Oh, sont très jeunes. 12 ans déjà courir, gagner le prix. Voilà. Il y a 3 filles, c'est bon. 6 km marathon. Oh, sont très jeunes. À partir de 12 ans, c'est bon. Mais ils sont jeunes, hein. Oh. Et hôm nay. Voilà, c'est les hommes de 21 km marathon. Il y a 5 noms. Giải 4 8871 Nguyễn Thị Minh Ngọc và giải 5 8068 Phạm Thị Trang. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Dung Tuấn, nhà sáng lập Laptory, và ông Vũ Hiếu, đại diện ban tổ chức, sẽ lên sân khấu trao cho các vận động viên của chúng ta. Trân trọng kính mời.
cho nam nữ vận động viên chúng ta đạt giải trong một cự ly half marathon với 21 km. Vâng, phải nói rằng đây là một sự nỗ lực vô cùng kiên cường của các vận động viên để không ăn một sự dẻo dai bền bỉ trên các cung đường của chúng tôi. Năm vận động viên nào của chúng ta với hạng mục signature 21 km ngày hôm nay là Celizom, 31 km marathon. Vâng, đối với công tác của chúng ta thì những cung đường thì luôn gắn liền với các runner phải không ạ? Trong các khoảng thời gian trong ngày, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng các vận động viên của chúng tôi chăm chỉ tập luyện cũng như là mang lan tỏa những tinh thần yêu thể thao ở trong các cung đường xanh của Eco Park, thì khiến cho chúng ta cũng cảm thấy rằng cô cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, rèn luyện sức khỏe để có một sức khỏe thật là tốt. Và Eco Park Marathon là một trong những giải uy tín của chúng tôi được tổ chức hàng năm, và đây như là một điểm hẹn của những người yêu chạy bộ. Và rất hy vọng rằng không chỉ năm nay và rất nhiều năm nữa, chúng ta tiếp tục đến với Eco Park Marathon để cùng rèn luyện sức khỏe và lan tỏa cái thông điệp này đến với cộng đồng. Xin chúc mừng cho năm vận động viên của chúng ta với cự ly 31 km. Vâng, và xin mời đại diện ban nhà tài trợ, xin mời ông Nguyễn Văn Linh, quản lý kinh doanh thương hiệu On Off sẽ lên sân khấu. Xin mời bà Andy Nguyễn Roser, đại diện GA Fitness sẽ lên sân khấu để trao giải cho các vận động viên của chúng ta. Là nhà em étranger bên Noir là ça c'est les femmes 31 km marathon. Còn tout jeune nhà em Noir. Ça c'est bien. Vâng, phải nói rằng đây là một cự ly cực kỳ thách thức đối với các vận động viên của chúng ta. Tuy nhiên rằng với bản lĩnh và sự kiên cường, các vận động viên của chúng ta đã chinh phục một cách dễ dàng. Và đây là năm vận động viên nữa cho cự ly của chúng tôi với 31 km. Con km marathon, courageux. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho năm nữ vận động viên của chúng ta đi ạ. Xin chúc mừng và xin mời bà Lê Thị Hải Yến, đại diện tập đoàn Eco Park của chúng ta, và ông Yuzhi sẽ phó tổng giám đốc của Shinhan Việt Nam sẽ trao thưởng cho các vận động viên của chúng ta. Les hommes 1 km marathon. Vận động viên sau đây, xin mời 6106 Đoàn Gia Hưng ạ. Xin mời vận động viên Gia Hưng đâu ạ. Voilà, vận động viên Gia Hưng đâu ạ. De Honda y de Gagné. Có sáng là vận động viên nhí ạ. Xin chúc mừng Đoàn Giao Hưng, một vận động viên nhí của chúng ta đã trúng một chiếc xe máy ạ. Và tiếp theo xin chúc mừng 8605 Nguyễn Anh Tuấn. Vận động viên Anh Tuấn đâu ạ? 8605 Nguyễn Anh Tuấn. Oh là là, il est peut-être 3 ans ou 4 ans. Số biết của anh đâu ạ? Vâng, một bạn nhỏ của chúng ta chính là Gia Hưng đã trúng chiếc xe máy trong phần lốt thăm may mắn này. Voilà. Vô cùng tuyệt vời phải không ạ? Và chúc mừng cho Gia Hưng. 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 Đến từ đơn vị đồng hành đó chính là hãng taxi Hoàng Mạnh. Vâng, và ngay bây giờ xin mời đại diện taxi Hoàng Mạnh sẽ trao món quà đặc biệt này và cho hai đội viên của chúng ta. Voilà. Lốt Honda sẽ lốt cái gánh nhé. Cho hai đưa Honda ấy. Để xem cảm nhận của họ thế nào khi mà nhận món quà đặc biệt này nhé.
voilà, il donne la clé pour présenter sur le Honda. Oh, c'est bien. Il est bon. Chúc mừng cho vận động viên của chúng ta được không ạ? Vâng ạ, xin được hỏi một chút ạ. Hỏi em bé một chút trước được không ạ? Thế là con có thích món quà này không? Thế bây giờ con chưa biết đi xe máy thì con phải làm gì với nó nhỉ? Bây giờ mình chưa biết đi xe máy thì mình sẽ làm gì với chiếc xe này? Vâng ạ, chắc chắn rồi, với chiếc xe này là một món quà rất là lớn. Thì chắc là bố mẹ sẽ dùng để cho em đi học hàng ngày được không ạ? Xin cảm ơn chị và cảm xúc của anh như thế nào khi nhận được món quà đặc biệt này ạ? Mình rất là vui khi nhận được món quà này. Đây là lần đầu tiên mình tham dự cho cái giải Ocopark, và sau khi 5 năm tổ chức thì mình cũng cảm ơn Ocopark, cảm ơn tác viên Hoàng Mạnh đã đồng hành cùng giải. L'homme gagné le Vespa, io tagli e merci. Chúc mừng hai vận động viên của chúng ta. Và như là Vũ Trụ đã gửi đến một tín hiệu phải không ạ? Và đây là mùa giải đầu tiên mà đã có lộc thế rồi. Thì chắc chắn rằng những mùa giải EcoPark Marathon một tiếp sau thì sẽ cần thêm những cái người như anh cùng hòa chung vào cái tinh thần thể thao của EcoPark của chúng tôi. Và xin được chúc mừng hai vận động viên, chúc mừng con nha. Chúc mừng, cảm ơn các chị hôm nay ạ. Voilà. Vâng ạ, đối với các số may mắn voilà, không có mặt để nhận các phần quà hôm nay thì bà tổ chức chúng tôi sẽ Bagatom chỉ terminé. Oh là la, le gamin, voilà, il vient tout près de moi là. Il a la clé, le Honda. Voilà, allez avec sa maman. Il est content. Allez, au revoir, la mission, c'est terminé. Au revoir, merci. Một sớm em ngồi đây nó cười, một xuân bay ngang ghé thăm. Còn đây trong đôi vai ướt thiên đường, đôi cây trái chim. Còn trăng lặn môi xanh bay hát hôm nào, về tình yêu dấu xa đời. Voilà, bonjour. Voici l'autre côté de le lac, c'est le rivière. Hein. Et je passais l'autre côté là, tous les matins, tous les jours. Je marchais, je courais ici. Regarde, les belles appartements. Ça, c'est les indépendants. Hein. Ça, les propriétaires. Hein. Regarde, très beau maintenant. Oh là là, il est fabrique, regarde. 3 étages ou 2 étages, je crois. Mais c'est très très joli. Tout c'est les propriétaires. Hein. Au bord de la meuf là, de là, c'est tout. Tout c'est les propriétaires. Regarde. Belle vue. Oh que c'est beau. Allez, au revoir. Merci.